cần vốn cho cao điểm sản xuất kinh doanh cuối năm. Trong khi lãi suất vay tăng mạnh, các doanh nghiệp càng mong chờ được tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi sau những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 11 và nghị định số 31 của Chính phủ. Tuy nhiên, việc giải ngân gói hỗ trợ này thì còn nhiều vướng mắc, trong đó room tín dụng và quy định cho vay thì quá hạn hẹp và cứng nhắc. Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15, tính đến tháng 8/2022, gói hỗ trợ lãi suất 2% mới chỉ giải ngân được hơn 13 tỷ đồng trong tổng số 16.000 tỷ đồng phân bổ ở năm 2022. Nhiều doanh nghiệp không thể tiếp cận gói hỗ trợ này do vướng về tiêu chuẩn và hạn mức tín dụng. Nhiều doanh nghiệp hiện nay là không đủ cái tiêu chuẩn để được hưởng cái đó, và cái giải ngân của cái 2% là cũng rất khó đến với các doanh nghiệp. Với những khoản vay mới thì Chính phủ đã đưa ra cái chủ trương là được giảm tiếp 2% lãi suất. Nhưng mà hiện nay có một cái đó là khi các doanh nghiệp cần vay nguồn vay vốn mới thì các ngân hàng hiện nay đang hết room tín dụng. Thì như vậy không có cái vay mới thì làm sao được hưởng cái chính sách mà giảm 2% đó. Nhiều chuyên gia cho rằng ngân hàng nhà nước cần mở rộng thêm đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất, cần xây dựng room tín dụng riêng cho gói hỗ trợ và những quy định chuyên biệt đối với đối tượng được hỗ trợ để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Có những quy định chuyên biệt cụ thể cho cái gói này, chẳng hạn như là vấn đề room tín dụng như thế nào, rồi hai là những vấn đề về cái điều kiện mà cho vay, các cái chuẩn mực về cho vay cũng có thể phải xem xét làm sao mà để vừa là đảm bảo kiểm soát được cái chất lượng của tín dụng nhưng mà cũng đảm bảo được cái là mở rộng được cái đối tượng có thể giải ngân được cái gói tín dụng này. Nghị quyết 43 của Quốc hội và nghị định 31 của Chính phủ quy định khách hàng vay phải có khả năng phục hồi. Điều này khiến đối tượng vay lẫn ngân hàng đều có chung tâm lý e ngại, khiến gói hỗ trợ lãi suất 2% cũng chậm giải ngân. Quy định này nó được ban hành từ tháng 5. Tuy nhiên quá trình chuẩn bị triển khai, rồi quá trình phân tích đánh giá khách hàng, rồi quá trình giải xem xét giải ngân đấy thì họ ra soát. Thì nhưng anh nghĩ khi đã cái cơ sở đã đảm nền tảng như thế rồi để thực hiện trong thời gian tới thì nó sẽ đẩy nhanh hơn, nó sẽ tăng hơn. Ngân hàng nhà nước cùng các bộ ban ngành cần nhanh chóng đánh giá lại những vướng mắc để gói hỗ trợ lãi suất 2% được triển khai theo đúng nghĩa, hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều khó khăn như hiện nay.